Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi gửi tới quý vị đại biểu, thế hệ các thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh nhà lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa các đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở toàn đảng, toàn dân ta phải chăm lo đến sự nghiệp giáo dục. Người coi giáo dục là cốt sắt hàng đầu. Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện lời dạy của Người, những năm qua trong điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, nguồn lực có hạn, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, đặc biệt là của đội ngũ nhà giáo, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, tạo chuyển biến tích cực về nhiều mặt, phấn đấu từng bước đưa hoạt động giáo dục và đào tạo phát triển cao hơn, đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của xã hội, góp phần tích cực cho quá trình xây dựng và phát triển bền vững nền kinh tế của tỉnh. Kết quả năm học 2011-2012 vừa qua cho thấy, trong bối cảnh chung kinh tế đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn, ngành giáo dục và đào tạo chúng ta vẫn nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng kể. Quy mô đào tạo giáo dục tiếp tục phát triển, tình trạng học sinh bỏ học đã giảm đáng kể, chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện của các cấp học, các ngành học đã có chuyển biến. Trong đó, chất lượng giáo dục văn hóa tiếp tục được nâng cao, đi vào thực chất hơn. Điều kiện vật chất phục vụ giáo dục thường xuyên được tăng cường. Cảnh quan ở các trường học đã đẹp hơn rất nhiều. Công tác quản lý giáo dục từng bước được đổi mới, chú trọng phát huy dân chủ, đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp. Thưa các đồng chí, hiện nay công cuộc đổi mới giáo dục đã và đang được chú trọng quan tâm hơn bao giờ hết. Tại hội nghị ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 khóa 11 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra yêu cầu phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới tư duy, đổi mới mục tiêu đào tạo, hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục và đào tạo, nội dung phương pháp dạy và học, cơ chế quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm, v.v. Đây là những vấn đề được Trung ương xác định là lớn lao, hệ trọng và cũng rất phức tạp. Chúng ta phải đổi mới toàn diện các điều kiện hiện tại còn còn nhiều yếu kém trong công tác giáo dục, giáo dục còn hạn về lý thuyết, có mặt xa lệch thực tế. Hiện theo tình hình, chương trình giáo dục phổ thông còn quá tải đối với học sinh. Giáo dục đại học và giáo dục nghề chưa đáp ứng nhu cầu xã hội, chưa gắn với yêu cầu sử dụng nhân lực, chưa chú trọng giáo dục kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Phương pháp dạy và học chậm đổi mới, chưa thực sự phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh sinh viên. Phương pháp và hình thức đánh giá kết quả còn lạc hậu, phương tiện nhà trẻ thiếu thốn. Chính vì vậy, để có phần cùng cả nước thực hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của đất nước, tại buổi lễ hôm nay tôi kêu gọi các đảng ủy đảng và chính quyền của tỉnh cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho giáo dục đào tạo với quan điểm giáo dục là cốt sắt hàng đầu. Toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội và từng người dân cần nhận thức rõ ý nghĩa vai trò to lớn của các giáo dục đào tạo, cùng tạo điều kiện để đẩy mạnh toàn diện nền giáo dục và đào tạo tỉnh nhà, qua đó góp phần quan trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường để đứng sân chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đối với ngành giáo dục đào tạo, tôi đề nghị các đồng chí làm đúng số việc sau. Thứ nhất, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để tổ chức quán triệt đầy đủ tinh thần mục tiêu nhiệm vụ chiến lược và hội nghị lần thứ 6 các ngành trung ương khóa 11 đã kết luận trong đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa điều kiện kinh tế thị trường để nâng cao thu nhập và hội nhập quốc tế. Các ủy đảng chính quyền địa phương trong tỉnh và ngành giáo dục đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai được sinh hoạt hiến kế khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, việc lãm thu và sử dụng không đúng mục đích để tiêu cực trong thi cử. Thứ hai, tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cả về số lượng và chất lượng gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động của thầy cô giáo tấm gương đạo đức tự lập và sáng tạo, quan trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức nhân cách cho giáo viên, đồng thời phối hợp tăng cường hoạt động giám sát kiểm tra thanh tra của ngành giáo dục đào tạo, thực hiện tích cực hội nghị chuyển giáo viên để giải quyết chính sách đối với giáo viên vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ ba,
chủ động phối hợp tốt với các địa phương để tập trung đầu tư nâng cao quy mô, chất lượng giáo dục toàn diện, huy động tối đa nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống giáo dục đào tạo, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng trường học xuống cấp và quá tải ở hai huyện miền núi, các xã có kinh tế khó khăn. Cuối cùng, nhân dịp mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, tôi tin tưởng các thầy cô giáo sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp chồng người, khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình và nhà trường, không ngừng trau dồi học hỏi để nâng cao trình độ, kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tư thế, tác phong, phẩm chất đạo đức của người giáo viên để mỗi người thầy, người cô xứng đáng là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo trên đời này.